Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 11, Ủy ban Nhân dân Thành phố Châu Đốc tổ chức lễ Sao Quân Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022. Đến tham dự lễ có ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố, trưởng ban về sự tiến bộ phụ nữ Thành phố Châu Đốc, lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các xã phường, đại diện học sinh, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn cùng tham dự tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 được diễn ra từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 năm 2022 với chủ đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Phát biểu tại lễ phát động, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 với chủ đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò trách nhiệm và tính chủ động tham gia của các cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan tổ chức trong việc thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, để triển khai có hiệu quả tháng hành động năm 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các ngành các cấp cần tập trung đẩy mạnh phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Lồng ghép tuyên truyền các chức năng gia đình vào bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, tổ chức các hoạt động để hỗ trợ phụ nữ trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực, có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời kêu gọi mọi cá nhân gia đình và toàn xã hội cần lên tiếng đấu tranh, xóa bỏ bất bình đẳng giới, xóa bỏ bạo lực gia đình, nâng cao hiểu biết, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật để xây dựng cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.